Hôm trước, lần đầu tiên con ngồi thiền khoảng 30 phút, trong thiền con thấy trắng xóa và tâm con không có suy nghĩ nào, đầu con nhẹ nhàng, không thấy vướng bận điều gì cả, có phải đi vào thiền rồi không sư? Xin thưa với quý vị là chúng ta, hay sư nói một cách khác là nhiều người hiểu sai về việc hành thiền. Việc hành thiền không đơn giản chỉ là quý vị chỉ ngồi. Samadhi có nghĩa là cái sự tập trung. Chúng ta phải có một đối tượng để tập trung. Đối tượng đó có thể là hơi thở, có thể là một cục đất, có thể là một ly nước, có thể là một cái cá xí ná trắng, xanh, vàng, đỏ. Có thể là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có thể là các cái đề mục bất tịnh. Nhưng phải có đối tượng để quý vị tập trung tâm vào, phải gom tâm vào. Đấy. Thì khi đó mới gọi là chúng ta hành thiền. Còn khi quý vị thả lỏng cái đầu óc á, đầu óc không suy nghĩ gì hết, thì khi đó quý vị đang phóng dật. Nó không phải hành thiền. Và nói một cái danh từ chuyên môn á, là quý vị rơi vào cái pháp quăng gá đó. Cảm thấy thì nó có vẻ nó thoải mái, nó thoải mái lắm, nó thoải mái. Thì đương nhiên rồi, nó có những đặc tánh như là một giấc ngủ mà. Thành ra nó rất là thoải mái. Nhưng khi đó tâm quý vị đang phóng dật. Tâm quý vị đang thất niệm. Chứ nó không phải là quý vị đang đi vào thiền. Đó. Thành ra đừng nên nghĩ rằng là đó là một điều hay. Nó chỉ đơn giản là chúng ta đang hành thiền sai thôi, chứ nó không phải là một điều hay đâu ha. Các cái đặc tính của thiền á, quý vị chưa có thấy được, chưa có thấy được. Quý vị chỉ đơn giản là quý vị rơi vào cái pháp quăng gá và quý vị cảm thấy là nó thoải mái, nó thoải mái, và quý vị tưởng là quý vị đi vào thiền, nhưng thực tế nó không phải.